chỗ nào dơ anh đi từ từ chậm chậm thôi, chỗ nào dơ có thể đứng lại một xíu nữa để cái cà nhiều hơn. Ok sạch đó. Nói chung nó ra hết, nhưng mà nếu cửa nào dơ nhiều quá mình phải cho xà bông vào, cho nước nước lau vào. Mình đang lau bằng nước không, đang là lau nước lã mà. Có xà bông vô thì nó sẽ lau sạch hơn nữa. Cái chỗ nào mà nó dơ nhiều thì mình đi chậm thôi, để cho cái bàn chải nó lau nhiều hơn. Nói chung là cái này đẩy thường xuyên là nó sẽ sạch rồi. Đỡ người, đỡ công, nói chung là đỡ mất công kéo tới nước tới lui. Cái này là mình đang lau nước không á, còn mà cho xà bông vô nó đẩy mạnh hơn nữa, nó sạch hơn nữa.